Cái gì đây? Sao 14 Pro Max của em kiểu gì mẹ nên mua Nokia thì hảo em? Mà em mua bao tiền đấy? Em mua 2 triệu anh ạ. Ôi giời ơi. Con này của em ấy bây giờ anh nghĩ nó đang là bản áp sư Trung Hoa em ạ. Bên anh thì không có trợ thu giống bên này. Thế à, em có con iPhone 8 Plus thì anh em muốn lên đời 11 Pro Max có được không anh? Được. Thì em ra xin bao nhiêu? Em 2K6 anh ạ. 2K6 à? 2K6 đủ điều kiện trả góp rồi đấy. Thì để anh mang vào cho kỹ thuật kiểm tra em nhá. Later. Đây em nhá, máy của em thì kỹ thuật bên anh vừa kiểm tra xong. Con này của em thì bỏ hơi xấu, còn lại mọi chức năng ok. Thì con này bên anh thu khoảng 2 triệu. Thế anh cho em xem con 11 Pro Max đi. Đây em nhá, 11 Pro Max bên anh đi nhá, em kiểm tra máy đi. 11 Max bên anh ấy bây giờ chỉ có hơn 7 đồng thôi em ạ. Đấy, bây giờ em trả góp trước 2 triệu thì sửa sức. Chuẩn luôn. Thế xem máy một lúc rồi thì em thấy máy thế nào? Ok không? Có anh ạ, ok đấy, em chốt con này anh ạ. Chốt được con này nhá, vâng. Anh lên hồ sơ cho em nhá. Vậy là mình tức tốc lên hồ sơ cho em dai. Hồ sơ mình thì cực kỳ đơn giản, chuyển căn công dân và trên 18 tuổi là bao duyệt. Tuyệt đối không gọi điện cho người thân và đặc biệt là bao số sinh viên anh em nhá. Đây em nhá, máy của em mình xong rồi nhá. Cường lực, anh giả sẵn hết máy cho em rồi nhá. Anh gửi này. Ngoài bên anh ý, sẽ tặng bộ sạc nhanh 20W này. Tai nghe nhá. Phiêu anh để vào đây này. Đặc biệt nhất ý, thì vẫn là voucher giảm giá 100k cho mỗi tiếp theo. Đấy, bạn bè hay người thân gì giới thiệu qua đây em nhá. Đây của em đang gửi này. Cảm ơn em nhá.